một tháng với những người bạn của chúng ta, các linh hồn nơi luyện ngục. Ngày thứ nhì, ngày 2 tháng 11, luyện ngục. Luyện ngục là gì vậy? Đức tin dạy chúng ta rằng luyện ngục như nguyên ngữ là một nơi của đau khổ và đền tội, nơi mà đức công bình của Thiên Chúa hoàn tất việc thanh luyện những linh hồn chưa được sạch để có thể đón nhận họ vào trong nước trời. Nó chẳng phải là thiên đàng, nơi mà không một cái gì dơ bẩn có thể vào được. Nó cũng chẳng phải là hỏa ngục, nơi không còn sự cứu rỗi. Nhưng đây là nơi trung chuyển giữa một bên của niềm vui bất tận và một bên của những đau khổ vô cùng. Nó tương tự như hỏa ngục bằng sự nghiêm khắc của hình phạt, nhưng nó lại giống nước trời bởi tính chất thánh thiêng của những người đang rên xiết ở đó. Đây là một thứ lửa thiêu đốt nhưng thanh luyện. Đây là thời gian của nước mắt nhưng không phải là nơi của những tiếng khóc vĩnh cửu mà Tin Mừng đã nói đến. Một khi công việc thanh luyện kết thúc, Thiên Chúa sẽ gọi những tâm hồn này được giải thoát bằng đau khổ ấy đến với Người để kết hợp họ trong niềm hạnh phúc của Người. Vậy thì luyện ngục là một hình phạt tạm thời và nó sẽ không hiện hữu nữa sau ngày phán xét cuối cùng. Luyện ngục là thế đó. Chính ở nơi ấy mà đa số các linh hồn đau khổ và rên xiết sau khi hoàn tất việc lữ hành của họ ở trần gian này. Bởi vì việc bước vào thiên đàng ngay tức khắc chỉ là quyền ưu tiên cho một số nhỏ. Chính ở nơi luyện ngục mà một vài người thân, một vài vị ân nhân, một vài bạn hữu của chúng ta có thể vẫn còn ở đó. Ngay chính chúng ta cũng sẽ có thể ở nơi ấy một ngày nào đó, và có thể sắp đến rồi đấy. Và ai có thể tự cho rằng mình chết khá sạch tội để sẽ chẳng phải đền tội? Vậy cần biết rõ tình trạng của những tâm hồn khốn khổ này để cảm thông với đau khổ của họ, và để được một ngày kia tới phiên mình cũng được an ủi. Nhưng tại sao lại là luyện ngục? Khi một linh hồn xuất hiện trước vị thẩm phán tối cao, nếu linh hồn ấy được miễn trừ mọi dơ bẩn, thì Chúa Giêsu sẽ mở cửa trời cho người ấy và ban thưởng triều thiên đã hứa dành cho người công chính. Nhưng nếu linh hồn ấy mặc chiếc áo tinh tuyền mà lại có dính vài vết nhơ nhẹ, thì linh hồn ấy sẽ trở nên như thế nào đây? Linh hồn ấy sẽ đi về đâu? Bao nhiêu linh hồn sẽ như thế nào khi không đủ tinh sạch để lên trời, mà cũng không đủ tăm tối để chọn hỏa ngục? Vậy họ sẽ không bao giờ được nhìn thấy nhan thánh Thiên Chúa sao? Chúng ta hãy chúc tụng Chúa đã tìm được một phương tiện để dung hòa đức công bình và lòng thương xót của Người bằng cách đặt luyện ngục như một cột mốc giữa trời và hỏa ngục. Ở nơi ấy, những linh hồn này được tinh luyện như vàng trong lò luyện. Ở nơi ấy, mọi rỉ sắt và mọi vết nhơ tội lỗi được xóa sạch. Nhà văn Tertullian khi ám chỉ những đau khổ mà người ta phải chịu ở luyện ngục, ông gọi đó là những dằn vặt dày vò của lòng thương xót. Vậy bạn hãy xem rằng luyện ngục có nguyên nhân để hiện diện. Vâng, thật cần thiết để bổ túc cho việc đền tội mà chúng ta đã không thể làm ở cuộc đời này, để làm hài lòng sự công bình của Thiên Chúa và để xứng đáng hưởng lấy niềm vinh quang to lớn bằng việc đền tội. Đó là một phát minh của lòng khoan dung của Đấng Cứu Độ mà chúng ta có thể gọi đó là bí tích thứ 8, bí tích của lửa dành cho các linh hồn mà những bí tích thật sự đã không đủ ban cho họ một sự tinh tuyền hoàn hảo. Thật đáng chúc tụng vinh quang của lòng thương xót Thiên Chúa đã cứu những người mà chúng ta yêu quý bằng luyện ngục và đã cho chúng ta những phương tiện để giảm bớt những đau khổ của họ
và mở cửa nước trời cho họ. Mẫu gương. Có một linh mục khi giảng về luyện ngục đã kết thúc bài giảng của cha như sau: những ngày gần đây tôi đã nhận được tin rằng cha tôi vừa mới qua đời. Tin này làm tan nát con tim của tôi vì tôi ở rất xa gia đình. Tôi đã không được diễu phúc hôn cha lần cuối. Tôi đã không thể vuốt mắt người bằng tay mà người đã từng yêu quý hôn lên khi bàn tay đó được sức dầu tấn phong linh mục. Trong mỗi nỗi phiền muộn mà tôi cảm nhận, trong nỗi đau khổ đang dày xéo tôi nhận ra niềm an ủi duy nhất chính là tôi có thể gửi gắm chính người cho những kinh nguyện của tất cả anh chị em rất tốt và rất khoan dung với tôi. Với ý nghĩ ấy, tôi bước lên bàn thờ để dâng hy lễ thánh thiện cho sự an nghỉ của linh hồn yêu dấu, linh hồn cha tôi. Dường như tôi đã không mất cha tôi. Cuối cùng, dường như lời nguyện xin của tôi đã làm dịu nhẹ, giảm bớt những nỗi đau đớn của cha tôi, giải thoát người khỏi luyện ngục và mở cửa trời cho người, nơi mà ông đã hẹn gặp tôi, nơi ngôi nhà của Thiên Chúa. Thật là một tư tưởng thánh thiện và cứu rỗi khi cầu nguyện cho người đã qua đời. Ôi thật, luyện ngục chính là một phát minh của lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Con thờ lạy ôi Thiên Chúa của con. Con tuyên xưng rằng luyện ngục là một kiệt tác của tình yêu Ngài, khi dung hòa sự công bình và lòng thương xót của Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài hãy làm cho con tránh xa nơi chốn của đau đớn và thiếu thốn bằng việc đền tội của con, và mong sao lời nguyện xin của con đạt được do lòng khoan hồng của người cha sự kết thúc lưu đày của những linh hồn đau khổ này. Họ đang khiêu khấn Ngài thật tha thiết. Ôi Giê-xu, xin Ngài hãy phù hộ các linh hồn này. Xin Ngài hãy gọi những người con của Ngài và cũng là những anh chị em của con vào nơi an nghỉ vĩnh hằng. Và xin ánh sáng không bao giờ tắt soi chiếu trên họ, mong cho họ được nghỉ ngơi trong an bình. Amen.